Dương ạ. Ở Bình Dương. Dạ. Rồi bây giờ sao đây? Bị mạch vành ạ. Với hoa đốt sống cổ mà nó Ừ. đau nhức, đây nó nhức hết tay. Rồi rồi. Nó chân mà con nhắn tin cho thầy là con uống rượu ớt mà Ừ. nó không có đỡ, mà con nằm xuống là nó cứ tê hết chân hết tay ạ. Ừ, nhớ Gặp rồi. mà đứng lên nó cứ căng, mà nó cắn bứt rứt trong À, rồi, cái 2 ngày hôm nay sao rồi? dạ, qua về nó đỡ tê rồi ạ. Rồi, đỡ tê rồi ha. Vâng. Rồi, Nhưng nhưng mà mà cái nằm cái chỗ này là nó cứ nhức, mà nó cái buốt này cái còn chỗ nhức này. phải không? Dạ, nó Rồi, buốt luôn này. rồi được rồi, cái này tính sao? Dạ. Rồi bây giờ là mấy ngày nay có uống rượu cái này chưa? Dạ con uống được 6 tháng rồi ạ. Ủa 6 tháng rồi á? Dạ, hôm trước cũng xuống đây một lần, xong con nhắn tin cho thầy là con uống hết 5 chai rồi mà nó không nằm xuống, nó cứ tê luôn À, ạ. cái tê thì không nói, nhưng mà Dạ. cái động mạch vành nha, cái Nó tim cũng đỡ tức ngực, nhưng mà chỉ có nó nằm xuống là nó đau cái phía sau này thôi. nè. À, Dạ, nó đó. cũng đỡ tức ngực. Rồi, Này bây con giờ không nằm uống á thuốc là tây còn nữa. đau cái này. Dạ. Chứ còn đau còn hai chân Chỗ hơi bên trái là đau, nó tê nhiều hơn này và nó à. nhức nữa. Rồi rồi rồi. Bây giờ kéo đi. Kéo đi. Rồi bẻ cái lưng một cái thôi. Qua lại thôi. Kéo lưng kéo cổ đi. Rồi. Xuôi tay à? Xuôi tay. Rồi từ 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 bình tĩnh. Rồi. Yeah. Rồi, được rồi, kéo gỗ đi. Rồi. Giỏi lắm. Rồi, bây giờ bẻ qua bẻ lại hai Đây cái thôi. Rồi bẻ đi. Rồi, qua kia. Rồi. Rồi ngồi dậy, nằm sấp úp mặt vô đây. Rồi. Úp mặt vô đi. Đó, giỏi. Rồi. Bị đau là bên này đúng Dạ, không? bên này. Rồi. Bây giờ tròn ra bỏ đây này tròn lên đây. Nè. Rồi. Chỗ nào đau nói nha. Đau không? Chỗ dưới ạ. Ở đây không? Ồ, sao nó mất rồi? À, ngay chỗ này hả? Dạ, Ồ. ai ạ, chỗ đấy. Ở đây không? Rồi, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi, ngồi dậy đi. Mặt quay vô đây, mở cái xương ngực. Rồi. Đầu quay qua kia, đưa chân tới bấm ngũ bội tâm tinh. Hai cái chân đây. Nhớ chườm đá nóng dùng gan đó nha. Chân em lạnh lắm. Em chườm gan, chườm hai cái bẹn với chườm luôn hai lòng bàn chân nha. Ra mua đôi vớ. Tại chân lạnh lắm. Bởi vậy là phải lên đây chữa như vậy là vậy đó. Chứ còn ở nhà mình uống không thì nó chỉ đỡ phần nào thôi. Đã quá ha. Đau ạ. Ôi trời ơi. Đau hả? Đau. Rồi, ngồi dậy đi. Rồi, quay mặt ở đây coi sao rồi. Cũng nhẹ quá ạ. À, nghe sao? Nhẹ. Nghe nó nhẹ ha. Rồi, quan trọng là chỗ này về sao rồi? Chỗ này thường thường là mà ngồi dậy đứng dậy là nó không có đau, mà mình chỉ cần nằm xuống nằm lâu á là Rồi, nó nằm mới lâu đau. mới thấy đau. Vâng. Rồi, để tôi làm cho hết đau luôn. Cứ vậy đi. Ha. Rồi, thả lỏng người ra. Đó, đúng rồi đó. Đây này. Thả lỏng người ra. Rồi, ok, ngon rồi. Rồi, bây giờ đi đứng đi lại thử coi con khác nhiều chưa? Ok chưa? Đây ạ. Ok. Rồi dừng lại. Ôi trời, có đi ngon chưa? Rồi. Thôi. Tốt rồi nha. Cố gắng nha. Dạ. Rồi. Nhớ cái chườm đá nha. Dạ, Rồi. con cảm Rồi, ơn được rồi. thầy.